Ai đã từng hỏi đôi lời rằng ta đang là ai trên đời, cớ sao nhiều hoài mong, nhiều khao khát mơ mộng. Ta cũng từng yêu thật nhiều và luôn muốn được nâng niu, nhưng trái tim này thật thấu hiểu biết bao nhiêu. Nên ta ước mong sẽ mang mọi điều thanh xuân khát khao, ước mơ thật nhiều đến với mọi cô gái ở trên thế giới này. Bởi vì em là để yêu, vì em luôn xứng đáng được nâng niu. Chỉ cần luôn vững tin để hạnh phúc chứng minh, em càng xinh càng thấu hiểu mình. Vì em là để xin, vì em luôn xứng đáng được lung linh. Để hạnh phúc của em, để tình yêu của em như đại dương trên thế giới này xinh đẹp hơn. Xứng